Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu cái vấn đề thứ tư, đó là cái vấn đề cơ chế điều hòa hoạt động ở đây. Thì đây cũng là một cái cơ chế về nói về di truyền, nhưng mà ở cấp độ là chỉ ở những cái sinh vật nên sơ, nói chúng ta tìm hiểu coi cái quá trình điều hòa hoạt động gen như thế nào và từ cái thế hệ trước nó điều khiển như thế nào để hình thành nên hoạt động và điều hình thành nên các tế bào con ở đời sau. Thì quá trình này chúng ta tìm hiểu ở hai dạng. Dạng thứ nhất thầy sẽ giới thiệu sơ qua về cấu tạo của cái operon. Đây là những cái thành phần mà để điều hòa cái quá trình hoạt động ở trong gen, ở trong cơ tế bào. Và cái thứ hai là chúng ta coi cái quá trình điều hòa này diễn ra như thế nào đối với ở một cái sinh vật, đó là vi khuẩn E. coli. Vậy chúng ta vào cái vấn đề thứ tư. Điều hòa hoạt động ra. Vấn đề thứ nhất mà chúng ta tìm hiểu trong chỗ này đó là nội dung một. Nội dung một chúng ta cần tìm hiểu gì? Đó là cấu trúc của operon. Thì cấu trúc của operon là gì? Operon là những cái gen mà có cùng một cái cơ chế điều hòa nằm gần nhau thì người ta gọi đó là một cái operon, và nó có chung một cái vùng điều khiển. Thì ví dụ như đây, chúng ta có ba cái gen, đó là Z, I, A, có cùng chung một cái cấu trúc nằm gần với nhau. Và nó sẽ có hai cái vùng liên tiếp, đó là vùng O và vùng B. Vùng B có nhiệm vụ đó là nơi để khởi động quá trình phiên mã, vùng O là cái vùng để ngăn cản quá trình phiên mã cho protein ức chế bám vào. Và nó các cái gen cấu trúc này nó sẽ có chung một cái cơ chế điều hòa, đó có là cái vùng R. Vùng R đây là vùng điều hòa để tạo ra cái protein ức chế và điều hòa quá trình hoạt động của ba cái gen này. Đó, do đó mà cấu trúc của operon thì chỉ là từ cái thằng B này thôi, từ cái thằng B đến thằng ZDA. R không phải là operon, nhưng mà nó có vai trò quan trọng để điều hòa cái quá trình trong đây. Đây là operon. Còn đây là gen điều hòa. Không thuộc operon nhưng mà có vai trò điều hòa cái các gen cấu trúc mà có chung về cái cơ chế, cô có chung cái cấu trúc về điều hòa các lượng sản phẩm. Rồi vậy thì cấu trúc operon chúng ta cần tìm hiểu cái gì? Thứ nhất đó là cái vùng B là gì? Vùng B. Vùng B ở đây là gọi là vùng khởi động. Nhiệm vụ của nó sẽ là khởi động quá trình phiên mã, có các trình tự nu đặc biệt để cho cái enzyme ARN polymerase bám vào thực hiện quá trình phiên mã. Chúng ta chỉ cần nắm đó là có nhiệm vụ đó là khởi động phiên mã. Rồi vùng thứ hai đó là vùng O. Vùng O thì vùng O gọi là vùng vận hành. Vùng vận hành có nhiệm vụ đó là nơi mà có trình tự các nu đặc biệt để cho thằng protein ức chế bám vào ngăn cản quá trình phiên mã. Thì chúng ta chỉ cần nhớ đó làm nhiệm vụ chính, đó là ngăn cản quá trình phiên mã. Rồi vùng ZDA. Vùng ZDA đây là vùng gen cấu trúc. Có nhiệm vụ đó là mã hóa thông tin di truyền.
vùng mà chúng nó không liên quan tới Oberon, nhưng chúng ta cũng cần phải tìm hiểu đó là vùng R hay là ren điều hòa đó. Thật ra là ren điều hòa. Nhiệm vụ của nó là tạo rồi tìm được chế. Tạo ra rồi tìm được chế để ngăn cản quá trình phiên mã. Rồi vậy thì cái Oberon có những vùng như thế này, chúng ta chỉ nắm để biết như thế thôi ha. Và cái điều hòa hoạt động của ren có nghĩa là quá trình điều hòa này là quá trình điều hòa cái lượng sản phẩm do cái ren nó tạo ra như thế nào. Bây giờ muốn nó nhiều nó ít, nó tiếp tục điều, nó tiếp tục mà phân giải cái loại mã hóa thông tin đó ra hay là nó ngừng lại, thì đó gọi là điều hòa hoạt động của ren. Nội dung thứ hai chúng ta cần tìm hiểu đó là cái cơ chế điều hòa của Oberon. Cơ chế điều hòa của Oberon. Cơ chế điều hòa của Oberon thì nó diễn ra như thế này. Thầy nói sơ rồi sau đó chúng ta sẽ xem một cái đoạn clip và chúng ta sẽ nắm kỹ hơn. Cơ chế điều hòa ở Oberon, nhưng mà chúng ta chỉ nghiên cứu ở sinh vật nhân sơ, đó là ở vi khuẩn E. coli được không? Đó là cơ chế điều hòa quá trình phân giải đường lactulose ở vi khuẩn E. coli. Thì quá trình diễn ra như thế này. Đó là cái ren điều hòa này nó sẽ tạo ra protein nước chế. Có đường hay không có đường thì thằng R này vẫn tạo ra protein nước chế. Tạo ra các loại protein nước chế. Và khi không có đường, khi không có đường thì cái protein nước chế này nó sẽ bám lên cái vùng ngột. Bám lên vùng ngột. Và khi đó thì cái vùng B này dù có gắn được cái enzyme ARN polymerase vào đi chăng nữa thì nó cũng không thể được để thực hiện quá trình phiên mã. Và lúc đó thì quá trình phiên mã không diễn ra. Quá trình phiên mã không diễn ra. Còn khi mà có đường lactulose vào, có đường lactulose vào thì cái đường sẽ làm cho các protein này bị bất hoạt đi, bị biến tính đi, thì cái đường làm cho cái protein ức chế không bám lên được cái vùng ô nữa. Mà không bám lên được vùng ô nữa thì thằng Oberon xin lỗi thằng vùng B là cái vùng mà liên kết ARN polymerase vào thực hiện quá trình phiên mã, thì nó sẽ liên kết được và nó sẽ trượt được. Đây là enzyme ARN polymerase sẽ trượt được và cuối cùng sẽ phiên mã tạo ra được cái sản phẩm. Và khi cái sản phẩm này nó sẽ phân giải cái đường lactulose, và phân giải khi nào mà hết đường lactulose thì lúc đó protein nước chế sẽ ngăn cản lại quá trình phiên mã này sẽ dừng lại. Thì cơ chế điều hòa nó sẽ diễn ra như thế. Phụ thuộc vào cái điều kiện bên ngoài tác động vào thì quá trình này sẽ diễn ra như thế nào, có phiên mã tiếp hay là ngừng phiên mã. Bây giờ chúng ta sẽ coi một cái hình ảnh để nó rõ hơn. Chúng ta sẽ coi cái đoạn clip sau đây. Tiếp theo đây chúng ta sẽ quan sát cái quá trình thực hiện điều hòa phiên mã ở vi khuẩn E. coli trên cái Oberon. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về cái Oberon. Theo như thầy giảng dạy thì chúng ta cũng đã biết rồi. Đây là cái vùng B, vùng khởi động. Đây là vùng O, vùng vận hành. Còn đây là vùng ZIA chứa các cái gen để mã hóa ra các cái sản phẩm mà phân giải đường lactulose. Còn đây là cái vùng gen điều hòa. Chúng ta lưu ý một điều là tất cả các vị trí này sẽ không được thay đổi. Do đó là chúng ta khi mà cũng sẽ có những cái đề hỏi là
cấu trúc của Oviron gồm những thành phần nào thì chúng ta nhớ theo trình tự B, O và Z, I, A. Đây gọi là Oviron. Đây là vùng ren điều hòa. Ren điều hòa nhiệm vụ nó làm gì? Tạo ra protein nước chế. Đây là về một cái mô hình protein nước chế, nó có dạng như thế này. Vậy khi protein nước chế, khi môi trường không có đường thì sao, và khi môi trường có đường lactose thì sao? Khi không có đường lactose thì protein ức chế được hình thành từ ren điều hòa sẽ bám lên được cái vùng vận hành, do cấu trúc không gian nó phù hợp, bám lên được cái vùng vận hành thì cái enzyme ARN polymerase sẽ không bám được lên cái vùng khởi động và không thực hiện được cái quá trình phiên mã, do đó là quá trình phiên mã không xảy ra. Vậy thì khi có đường lactose thì sao? Khi có đường lactose thì các phân tử đường lactose này sẽ liên kết với cái protein ức chế, làm cho cái protein ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian. Chúng ta xem lại một phần lần nữa. Protein ức chế sẽ bị biến đổi về cái cấu trúc không gian. Và biến đổi về cái cấu trúc không gian hay là bị bất hoạt đi thì nó sẽ không liên kết được cái vùng O nữa, nó không bám lên được. Mà không bám lên được thì lúc này thằng enzyme ARN polymerase sẽ bám lên được cái vùng khởi động và sẽ trượt được trên cái mạch và sẽ thực hiện ra cái quá trình phiên mã, tạo ra cái sản phẩm từ cái các cái ren cấu trúc, đó là ZIA. Và cái ren cấu trúc ZIA này có 3 ren thì nó sẽ tạo ra 3 cái sản phẩm, và 3 cái sản phẩm này đều nằm trong cái quá trình là điều hòa hoạt động của Oviron này, phân giải đường lactose. Vậy thì trong cái phần này chúng ta cần nhớ một điều, khi không có đường lactose thì quá trình phiên mã sẽ không diễn ra. Khi có đường lactose thì quá trình phiên mã sẽ diễn ra, và diễn ra như thế thì tạo ra các cái ARN phân giải để mà phân giải đường lactose. Khi phân giải hết đường lactose thì quá trình phiên mã sẽ bị ngưng lại, thì quá trình nó cứ diễn ra liên tục xoay vòng như thế. Thì đây là quá trình điều hòa hoạt động ở vi khuẩn E. coli về đường lactose.